đồ tồi. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cô trông giống như một nàng công chúa lâm nạn. Tôi đúng là lâm nạn, nhưng tiếc là không phải công chúa. Tôi là Nguyên. Vậy nếu tôi muốn giúp người lâm nạn thì có thể ngồi đây chứ? Anh... Khanh gặp Nguyên tình cờ như vậy, có thể bởi rượu hay bởi trái tim quá đau đớn, Khanh đã đem hết chuyện của mình kể cho người đàn ông lạ. Tâm trạng cô đang như vậy, trước hết nên về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng đừng tìm đến quán rượu này nữa. Đời người đâu chỉ yêu một lần, chẳng có ai rời bỏ ai mà không thể sống nổi. Thất tình đó, nghe nói cái anh hùng gì đó bỏ chị ấy theo cô gái khác rồi. Nhưng nhìn cách cô ấy làm việc cứ bình thản như không ấy. Anh ấy nói đúng, chẳng có ai rời xa ai mà không thể sống nổi. Mình không thể vì kẻ phản bội mà gục ngã. Cô Khanh này, cô dịch giúp tôi bản chào chương trình mới sang tiếng Anh nhé. Nhân tiện qua công an thành phố công chứng giúp tôi tập hồ sơ năng lực. Dự án này rất quan trọng. Dạ, em sẽ lưu ý ạ. Có phải công chúa lâm nạn? Anh Nguyên? Đúng là cô Khanh rồi. Tôi cũng đến công chứng hồ sơ. Rất vui được gặp lại anh. Thành phố này nhỏ thật. Nhỏ nhưng cũng dễ bị lạc đó. Nhìn cô nàng công sở nghiêm túc như em, chẳng mấy khi đi ngắm phố phường. Là dân thổ địa, tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho em. Em đồng ý không? Tôi làm việc ở đây, nhưng thú thật, cũng hiếm khi lanh quanh phố xá thật. Thật không thể tin nổi, trong thành phố này vẫn còn cô gái không biết nơi này đấy. Em vào nhớ nhẹ chi kẻo hết tiền đấy. Ớ, anh quá sai, vẫn còn đầy người chưa biết như em. Anh... đó là người đã phụ bạc em phải không? Ánh mắt em khi nãy giống hệt như khi anh gặp em lần đầu ở quán rượu Star Club. Anh không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Khanh, hãy để anh chữa lành vết thương trái tim em. Ừ, anh Nguyên. Sự xuất hiện của Nguyên như cơn gió buổi sáng mùa xuân tươi mát thổi đến bên đời Khanh, làm xoa dịu nỗi đau của Khanh, khiến trái tim cô một lần nữa muốn được yêu thương. Này, bọn em thấy người của chị rồi nhé. Trời ơi, đẹp trai phong độ quá chừng luôn. Này, chị gặp anh ấy ở đâu đấy? Để em cũng ra đó đi tìm bạch mã hoàng tử của đời mình. Thật hả? Em muốn biết thật hả? Chị gặp anh ấy lần đầu ở quán rượu đấy. Quán nào ạ? Là quán Star trên phố Thiên Thanh. Hả? Quán Star Club à? Sao lại là quán đó? Em không quan tâm đến nhịp sống đêm của thành phố này nên không biết đó thôi. Chị nghe nhiều người bàn tán Star Club là quán rượu tình một đêm, đã từng bị cảnh sát điều tra nhưng chưa có chứng cứ bắt phạt. Người đứng đắn không qua lại nơi đó đâu. Mà cậu Nguyên làm nghề gì, em có biết không? Có lần em hỏi, nhưng anh ấy nói không rõ lắm. Chỉ biết là dân văn phòng. Nhập nhoàng thế thì rõ rồi. Dù là sao đi nữa, Nguyên là người ở đây, anh ấy hẳn biết rõ. Vậy mà vẫn hay ghé tới. Chuyện này... Anh à, lát nữa mình đi ăn tối rồi đi xem phim với em nhé. Ôi, hôm nay văn phòng phải giải quyết hồ sơ gấp. Để mai được không em? Ờ, vâng. Trời ơi, mày còn quan tâm gì đến cơn gió độc đó nữa? Chỉ có thể trách mày quá khờ khạo, tự làm mình đau thêm lần nữa. Tôi đã biết tất cả về anh, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Em... sao em lại tới đây? Tin nhắn vừa rồi... em... Anh hiểu rồi. Anh biết em giận anh vì thế. Nhưng bí mật của công việc, anh không thể tiết lộ được. Anh xin lỗi. Giờ anh thú thật, anh là một cảnh sát. Tụ điểm này bọn anh đã điều tra nhiều năm nay mà chưa có chứng cứ kết tội. Ở đây người buôn bán phụ nữ với hình thức rất tinh vi. Nên anh mới... Anh không phải nói gì nữa. Em hiểu hết rồi. Lần đầu thấy em ở đây, thấy vẻ mặt thất vọng của em, anh ái ngại sẽ có chuyện không hay với em, nên chủ động tới bắt chuyện. Không ngờ
đó là duyên gặp gỡ của mình. Em, nếu hôm đó em không gặp anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Em đã hiểu lầm anh rồi, anh tha lỗi cho em nhé. Lừa và hổ. Ngày xưa, ở một vùng nọ vốn không hề có lừa. Thế nên không một ai ở đây từng biết con lừa trông thế nào, tốt xấu ra sao. Có một vị thương nhân nọ, khi đến ngôi làng này đã rất lấy làm kỳ lạ. Thế nên, cho đến một ngày, người thương nhân ấy quyết tâm mang một con lừa đến đây với hy vọng sẽ khiến mọi người tò mò và đặt mua nó. Chỉ cần nhà người trong thôn làng mua một con thì lợi nhuận cũng sẽ vô cùng lớn. Nghĩ là vậy nên người thương nhân háo hức lắm. Nhưng khi mang lừa đến ngôi làng kia thì... Nhanh nhanh ra kia mà xem, người lái buôn mang đến con gì lạ lắm ấy. Vùng này quả thật chưa hề có loài nào nôm lạ như vậy. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Thôi à, nào ra xem nào. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chú lừa. Mấy lần trước mang hàng đến đây bán, tôi phát hiện ở vùng này không hề có lừa. Thế nên lần này tôi đã mang một chú về đây. Nào nào, hãy xem mà xem. Mọi người đâu hết rồi? Ra đây cả chưa? Ồ, ra nó tên là con lừa à. Trông nó ngộ ghê nhỉ. Con lừa để làm gì vậy? Vâng thưa mọi người, chú lừa này có thể giúp mọi người thồ đồ, chở đồ rất chăm chỉ. Ôi chào, chở đồ thì đã có ngựa, mà nhìn con vật này bé hơn ngựa nhiều, chắc gì đã được bằng ngựa chứ. Thưa mọi người, chú lừa này rất hiền lành, cần cù chịu khó và cũng chỉ ăn cỏ như ngựa thôi, mọi người yên tâm. Thôi không tin được, tự dưng mua nó làm gì? Đúng đó, nhà tôi có ngựa rồi. Thế nhưng dù ra sức quảng cáo và nói lên lợi ích của con lừa thì người làng cũng chẳng có ai mặn mà và tỏ ra thích thú chú lừa kia. Trước thái độ này của người làng, người lái buôn buồn bã vô cùng. Không bán được lừa, người lái buôn đành lầm lũi chở lừa trở về. Thế nhưng chặng đường về vì mất hết hy vọng vào chú lừa nên người lái buôn nhìn nó như một gánh nặng. Và trên đường khi ngang qua một khu rừng, quả là tiếng gầm của chúa Sơn Lâm có khác, khiến cho kẻ khác kinh hồn bạt vía. Trong khu rừng này ai có thể sánh ngang được sự mạnh mẽ của ta cơ chứ. Nhưng kể ra luôn là kẻ mạnh nhất không có đối thủ cũng thật nhàm chán. Chỉ bù lại là cảm giác đi đến đâu cũng khiến kẻ khác phải sợ hãi cúi đầu, là thật thích thú mà thôi. Chà chà, khu rừng này có hổ dữ đây, phải cẩn trọng mới được. Xem nào, mình phải làm sao với chú lừa này đây? Tưởng rằng vùng này chưa từng có lừa, mang một con đến sẽ bán được giá. Ai ngờ chẳng ai quan tâm. Giờ mà cứ chở nó về thì chẳng có chỗ mà để hàng, thiệt hại tính ra lại là quá lớn. Tính sao với chú lừa này đây? Có khi để lại nó ở khu rừng này vậy, được sống tự do trong rừng có khi lại hợp với nó hơn, mình thì cũng đỡ tốn kém. Này anh bạn, phen này ta cho anh bạn một cơ may lớn đây. Ngươi sẽ không còn bị nhốt trong chuồng và làm việc theo lệnh chủ nữa, vì ta sẽ thả ngươi vào khu rừng này cho ngươi được tự do. Sao cơ? Thả mình ra tự do ư? Ái chà, nghe hấp dẫn đây. tự do rồi. Ở đây đẹp quá. Vậy là người lái buôn đã quyết định thả chú lừa lại khu rừng để cho nó tự do sinh tồn. Lần đầu được tự do lại giữa rừng xanh thoáng đãng, khiến lừa ta vô cùng phấn khởi. Nó chẳng chút lo lắng gì, mà thay vào đó là tỏ ra rất tự tin rằng mình sẽ sống rất tốt ở đây. Vừa rời khỏi con thuyền, nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi vô cùng hào hứng. Ai chà, hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Hả? Cái gì kia?
À, ai kia? Là ai kia? Sao từ trước đến nay mình có thấy ai như vậy trong khu rừng này đâu nhỉ? Dáng dốc rất to cao, chắc cũng là kẻ bản lĩnh cao cường lắm đây. Dù là chúa sơn lâm thật đấy, nhưng kẻ kia mình chưa thấy bao giờ, chưa biết hơn thua ra sao. Vậy nên có lẽ tốt nhất là cứ dè chừng chút đã, rồi sau đó sẽ liệu bề tính toán. Lúc trước thì cứ tự tin rằng bản thân là kẻ mạnh nhất khu rừng, chẳng hề có đối thủ. Thế nhưng giờ đây bỗng xuất hiện một kẻ lạ, cũng khiến mình có chút lo lắng. Không biết kẻ kia thế nào nhỉ? Bản lĩnh hắn ra sao? Hắn có cạnh tranh ngôi vị chúa tể rừng xanh của mình không đấy? Rõ là có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng không thể hỏi, chỉ có thể kiên nhẫn quan sát và phán đoán thôi. Xem kìa, bộ móng guốc rất lớn và to, chắc nó cũng có sức mạnh lắm. Cái mõm cũng dài, răng thì to nữa, chân cũng dài và to. Đúng là mình phải cẩn thận mới được. Ở đây đẹp quá, vui quá, lại sẵn bao nhiêu cỏ non, cuộc sống mới tuyệt làm sao. Ôi, ai kia? Trời ơi, nó còn nóng tính nữa. Chắc nó nổi giận rồi. Chạy đã, mình không thể liều mình với kẻ địch chưa biết rõ là ai cả. Nếu hắn mạnh thật thì mình sẽ nguy hiểm, còn nếu hắn chỉ là kẻ thùng rỗng kêu to thì trị hắn sau cũng chưa muộn. Quan trọng là phải đưa ra quyết định an toàn cho bản thân. Kẻ xa lạ kia đâu rồi? Là ai ấy nhỉ? Ngày xưa ở trong trang trại chẳng bao giờ nhìn thấy ai như thế cả. Nhưng xem chừng nghe mình kêu đã bỏ chạy. Vậy thì chắc là kẻ tầm thường thôi. Thôi, chẳng bận tâm nữa. Vui ơi là vui, ở đây thích quá đi mất. Vừa được thưởng thức cảnh đẹp rộng lớn bao la, vừa khiến kẻ khác phải sợ hãi bỏ chạy. Chưa bao giờ ta nhìn thấy mình qua dệ và sống lại vui như thế này. Đúng là lúc trước khi ở làng bị con người chê bai không ai chịu mua lại là một dịp may hiếm có với ta thế này. Cái kẻ cao lớn kia rõ là tiếng kêu và bộ móng gõ rất mạnh mẽ, nhưng khi mình bỏ chạy hắn không đuổi theo mình. Chắc cũng có thể là hắn e sợ mình chăng, nhưng chưa thể kết luận được. Mình sẽ phải tìm hiểu thêm hắn mới được. Xem nào, không biết hắn có còn ở khu vực này nữa không. À, kia rồi. Hôm nay mình sẽ thử tiến lại gần hắn hơn xem sao. Nếu hắn có lòng lên gõ móng, mình cũng sẽ thử trụ lại cố xem. Sau đấy, nếu hắn đuổi, mình chạy về phía giữa khu rừng cũng vẫn kịp. Nào, tiến tới xem nào. Ồ, lại là cái gã hôm qua kìa. Hắn đúng là không biết sợ hay sao. Hôm qua đã bỏ chạy té khói rồi, hôm nay lại còn mò đến đây. Hay chắc là hắn ta ngưỡng mộ mình quá nên tìm đến để ngắm mình đây mà. Đúng rồi, dọ cho hắn một lần nữa mới được. Nào, bình tĩnh, không bỏ chạy vội. Ủa, hôm nay tên kia không chạy đi nữa à? Cứ mon men lại gần mình làm gì không biết. Xem kìa, hắn chỉ kêu và gõ móng vậy thôi, xong không đuổi theo mình, cũng không tấn công mình mà lại chỉ quay đi. Được lắm, mình phải tranh thủ tiếp cận gần hắn thêm mới được. Ờ, hay chưa kìa, sao còn chưa đi mà cứ tiến lại gần mình làm gì thế? Nhìn hắn chẳng thân thiện tẹo nào, chẳng có tí thiện cảm nào cả. Ồ, hắn còn bỏ đi kìa, xem chừng hắn không mấy dữ dằn đâu. Sao tên kia cứ bám riết lấy mình thế nhỉ? Bực mình quá. Ồ, hắn ăn cỏ thôi, mình đề phòng hắn chắc cũng bằng thừa rồi.
nhưng cũng không vội chủ quan được. Nào, thử lại gần hắn thêm xem sao. Đồ vô duyên, cứ sáng lại gần, còn chạm vào mình nữa, bực quá. Ôi trời, hắn làm ta giật cả mình. Nhưng hắn vẫn không đuổi theo ta, mà chỉ đứng đó lào bào thôi. Hôm nay vậy là được rồi, để rồi mai mình lại thăm dò hắn tiếp. Những ngày sau đó, Hổ liên tục tìm cách tiếp cận Lừa và giả vờ va chạm với Lừa để thử phản ứng của Lừa. Nhờ đó, Hổ có thể phân tích kỹ hơn về tính cách của Lừa để liệu bề ứng xử về sau. Thế nhưng, Lừa ngốc nghếch vẫn chẳng hay biết gì. Nó chỉ cáu kỉnh cho rằng con vật kia thật vụng về và đáng ghét vì cứ luôn va phải mình. Vì không chút đề phòng và cho Hổ chỉ là kẻ ngốc, nên Lừa dần chẳng buồn phản ứng trước những lần va phải Hổ nữa. Nó chỉ lẳng lặng tránh đi rồi coi như không có gì. Thấy phản ứng đó của Lừa, Hổ ta đắc ý vô cùng. Đúng là cái tên kia, ngoài cái to xác ra thì chẳng có chút bản lĩnh gì cả. Hắn chỉ biết kêu to, gõ móng và đá người ta thôi. Hổ! Này, bạn gì ơi! Bạn gì ơi! Anh Hổ đang rình rập bạn kia kìa. Liệu mà chạy trốn đi, chứ sao còn nằm đấy mà ngủ hả? Ôi trời ơi! Ai nói cái gì mà xàm xí thế? Tôi đang buồn ngủ lắm, chạy trốn đi đâu chứ? Kia kìa! Hổ lù lù ở kia mà anh không thấy sao? Còn nằm đây định làm mồi cho Hổ sao? Ái chà, cái anh bạn phiền phức kia có gì phải sợ đâu. Anh ta còn chạy trốn tôi ấy chứ. Trời ạ, à, đúng là hết nói nổi. Thôi, tùy anh lo liệu, tôi chạy trước đây. Giờ thì yên tâm rồi. Cái tên to xác kia thực sự là kẻ vô dụng. Hắn ta chẳng được cái tích sự gì cả. Giờ hắn còn chẳng buồn thái độ với mình nữa chứ. Đúng là ngu ngốc mà. Nào, giờ thì làm mồi cho ta đi. Tiếng gì sợ thế? Là ai? Là ai vậy? Ây da, đau quá. Cái tên ngốc nghếch vụng về kia, ngươi làm gì mà da vào ta đau thế? Mỗi lần có như vậy đâu mà sao lần này? Ôi ôi ôi, tha cho tôi. Đúng là kẻ to xác nhát gan rồi. Xem ta bắt gọn ngươi đây. Đừng, đừng đuổi nữa. Tha cho tôi đi. Sao anh hung dữ thế? Trời ơi, tha cho tôi đi. Anh đừng có kêu la nữa. Lo mà chạy cho nhanh đi, không mất mạng đấy. Hổ đuổi theo sát nút kia kìa. Cứu tôi với. Là kẻ nào bị hổ đuổi thế không biết? Ngốc thật. Càng la càng mất sức, rồi làm mồi cho hổ mất thôi. Nãy tôi cũng dặn anh ấy rồi, lo mà trốn hổ đi thì anh ta cứ nằm dài kêu buồn ngủ. Giờ thì tôi thấy anh này mấy bữa nay rồi, chắc anh ta từ nơi khác đến nên không biết hổ là ai, và hổ cũng không biết anh ta là ai nữa. Chỉ thấy anh ta cao lớn nên hổ cứ lởn vởn quanh anh ta mấy hôm nay suốt. Nhưng mỗi lần hổ tiến lại gần, anh ta cũng chỉ gõ móng và kêu lên thôi. Chắc đến hôm nay mới chắc anh ta là kẻ nhát gan nên mới dồn bắt như vậy. Hay, đúng là bản lĩnh không nằm ở móng guốc và tiếng kêu to. Và móng guốc tiếng kêu vẫn không thể che giấu bản lĩnh giả anh hùng rơm được. Thế nên anh ta mới thành mồi cho hổ. Tha cho tôi, cứu tôi với. Vậy là con Lừa ngốc nghếch đã nhận được bài học đáng giá về sự chủ quan của mình. Còn hổ thì càng thể hiện bản lĩnh tinh khôn và cẩn trọng, xứng đáng với danh sừng chúa tể rừng xanh, khiến muôn loài nể sợ. Sự tích thỏ tai dài đuôi ngắn. Xưa, ở khu rừng nọ, có hai con vật vô cùng hung dữ là cọp và heo rừng. Con thì cậy có móng vuốt sắc, con thì cậy có bộ nanh dài bắt nạt tất cả mọi loài,
các con vật đều không thể nào sống yên lành với hai con thú hung ác này được. Ôi, cứu tôi với! À, cứu tôi! À. Mọi người chú ý, hôm nay tôi triệu tập mọi người lại đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Có chuyện gì vậy? Tụ tập tất cả ở đây thế này nguy hiểm lắm. Phải đấy, chẳng may mà gặp lão cọp hay heo rừng thì chết cả lũ. Đấy, chính là vì chuyện đấy đấy. Gần đây không biết từ đâu xuất hiện một lão cọp và gã heo rừng vô cùng hung dữ. Chúng khiến cho cuộc sống của muôn thú chúng ta không thể yên ổn. Cứ như thế này mãi, chúng ta sẽ bị giết hại đến không còn loài nào mất. Đúng, chúng tôi suốt ngày phải sống trong sự sợ hãi, rất khổ sở. Phải đấy, chúng tôi sống khổ lắm, cứ phải trốn chui trốn lũi. Tôi cũng biết điều đó chứ, vì ngay đến bản thân tôi cũng sợ hãi khác gì mọi người đâu. Thế nên chúng ta mới cần phải hợp lại để bàn nhau cách đối phó với bọn chúng. Cách tốt nhất là tiêu diệt bọn chúng, để bọn chúng không còn tắc quai tắc quái nữa. Có như thế chúng ta mới sống yên ổn được. Tôi cũng nghĩ vậy, tiêu diệt chúng là tốt nhất. Đúng, tiêu diệt bọn chúng là tốt nhất. Nhưng làm thế nào để tiêu diệt bọn chúng mới là vấn đề. Ờ nhỉ, hai con vật đó đều rất hung hãn, sức của chúng ta làm sao mà tiêu diệt được cơ chứ? Hay... vậy phải làm sao bây giờ? Lo quá. Tôi mời mọi người lại cũng là để xem có ai có cao kiến gì đối phó với bọn chúng không đây. Chứ tôi cũng chưa có cách nào cả. Thế thì nói làm gì? Tưởng anh có cách hay chứ. Không tiêu diệt được bọn chúng thì chỉ có con đường chết mà thôi. Này anh Thỏ, anh nổi tiếng thông minh, thử xem có cách gì không? Thế nào, mọi người ai có ý kiến gì thì nói đi. Chúng ta cùng bàn bạc, mỗi người một ý, biết đâu lại ra được cách tốt nhất. Chúng tôi vẫn đang nghĩ đây, nhưng mà khó quá. Anh vốn mưu mô mà không có cách gì sao? Thực ra thì tôi cũng đã nghĩ ra một cách, không biết có được không? Cách gì? Anh nói xem. Hay là chúng ta cử hai đại diện đến sinh cọp và heo rừng, hãy đi kiếm ăn nơi khác và buông tha cho chúng ta. Chúng ta hãy kể về sự khổ sở của mình, biết đâu bọn chúng sẽ thương tình mà bỏ đi. Ôi trời, dễ như vậy thì anh tự đến mà đi xin đi. Không khéo chưa đến nơi đã bị chúng xơi tái rồi ấy chứ. Phải đấy, cách này không hợp lý tí nào. Làm gì có chuyện bọn chúng dễ dàng đồng ý chứ. Vô lý, hết sức vô lý. Thì tôi cũng chỉ ví dụ vậy thôi. Mọi người không đồng ý thì thôi, có ai có ý kiến gì khác thì nói đi. Khó nhỉ, hay là chúng ta bỏ đi khỏi nơi đây? Như thế thì sẽ không bị cọp và heo rừng làm hại nữa. Anh nói gì vậy? Chúng ta biết đi đâu ngoài khu rừng này chứ, mà kể có đến nơi khác lại đối mặt với nguy hiểm khác thì sao? Vậy thì tôi lại có một cách khác, nhưng cách này phải chịu hy sinh một chút. Cách gì thế? Anh mau nói đi. Mỗi ngày chúng ta sẽ cống nạp cho heo rừng và lão cọp một người. Khi bọn chúng được cống nạp rồi thì phải hứa sẽ không làm hại thêm ai nữa. Như vậy ít ra những người còn lại sẽ được an toàn. Không được, chúng tôi phản đối. Làm như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết, chỉ khác là chết chậm hơn một chút thôi. Mỗi ngày cống nạp một người thì trước sau gì chúng ta cũng chết hết. Đúng vậy, thế thì khác gì hiện tại chứ. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Tôi bó tay rồi đó. Mọi người có giỏi thì tự nghĩ cách đi. Kìa, cậu nói xem, sao cứ im lặng mãi vậy? Bình thường cậu nhiều cao kiến lắm cơ mà. À ha, có cách rồi. Cách gì thế? Mọi người, tôi đã có cách đối phó với hai tên cọp và heo rừng hung dữ đấy rồi. Cách gì vậy? Có hữu hiệu không? Lại đây, tôi nói cho mà nghe. Hay đó. Nhất trí đấy. Hay nha. Ông cọp ơi, ông cọp. À ha, thằng nhóc con, nhà ngươi cũng to gan nhỉ. Muôn loài thấy ta thì bỏ trốn, mà ngươi lại tự động dẫn xác đến đây à? Không sợ chết sao? Con cũng sợ lắm chứ ạ. Nhưng con là vì ông mới mạo hiểm tới đây đó. Ý nhà ngươi là sao? Vì ta là như thế nào? Nhưng con không dám nói đâu ạ. Con sợ lắm. Sợ nói ra có kẻ sẽ giết con chết mất. Ngươi sợ cái gì? Cứ nói đi. Đã có ta ở đây rồi, không kẻ nào dám làm gì ngươi đâu. Dạ,
Ông hỏi thì con xin thưa, nhưng ông phải hứa là không ăn thịt con nhé. Đừng nhiều lời, còn dòng do nữa là ta ăn thịt ngươi luôn đấy. Mau nói đi. Dạ, dạ, xin ông bớt giận, con nói luôn đây. Chẳng là hôm nay trên đường đi kiếm ăn, con tình cờ đi ngang qua chỗ ông heo rừng, con nghe thấy ông ấy đang nói xấu ông đấy ạ. Cái gì? Thằng heo rừng dám nói xấu ta ư? Nó nói gì? Dạ, ông ấy nói khó nghe lắm, con không dám nói lại đâu. Càng khó nghe thì ngươi càng phải nói, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi. Dạ, con nói ạ. Ông ấy bảo cái thằng cọp già ấy chỉ giỏi bắt nạt bầy thú nhỏ trong rừng, chứ gặp ta hả thì ta chỉ cần đâm một cái là thủng bụng luôn. Cái gì? Nó dám nói như vậy sao? Có thật không? Dạ thật ạ, chính tay con nghe thấy từng chữ một rất rõ ràng, làm sao mà nhầm được ạ. Con phải chạy đi tìm ông ngay để báo cho ông biết đấy ạ. Thằng heo rừng này đúng là láo toét mà, nó ăn gan trời hay sao mà dám nói ta như thế chứ. Con cũng thấy gã heo rừng này thật láo toét, ông hãy đi tìm hắn để tính sổ đi ạ. Không thể để hắn rêu rao cho cả khu rừng này được. Tức chết đi được. Heo rừng, mày sẽ biết tay ta. Bác heo rừng ơi, nguy to, nguy to rồi. Ranh con, dám phá giấc ngủ của ta, muốn chết à? Bác ơi, gan tôi có to bằng trời cũng không dám phá giấc ngủ của bác đâu. Chỉ là cái gì? Nói mau, lắp bắp mãi vậy. Tôi vừa nhìn thấy lão cọp, lão ấy đang đi tìm bác để ăn thịt đấy. Trông lão có vẻ hung hãn lắm. Cái gì? Ăn thịt ta hả? Sao tự nhiên lão ta lại muốn ăn thịt ta? Ta với lão xưa này nước sông không phạm nước giếng mà. Con cũng không biết, chắc lão ấy ngứa mắt với ông, sợ ông chiếm mất vị trí chúa sơn lâm của khu rừng này nên mới muốn giết ông. Lão ta nghĩ vậy thật sao? Hay chỉ là suy đoán linh tinh của nhà ngươi? Dạ, con nào dám suy đoán bừa ạ. Cũng vì chính tay con thấy lão ấy vừa đi vừa chửi ông nên đoán chắc lão ấy có ý như thế thôi. Lão ta chửi thế nào? Mau nói cho ta nghe xem nào. Dạ, lão ấy nói trong khu rừng này không ai mạnh bằng lão. Heo rừng chỉ là một đứa to xác, chuyên giành mồi của lão. Phen này lão sẽ cắn cổ bác cho tới chết mới thôi. Và lão đang trên đường tìm bác đấy. Được lắm, vậy để ta tìm nó luôn, để xem bản lĩnh của nó như thế nào mà đòi giết ta. Chà, một trận quyết chiến đang sắp diễn ra rồi đây. Nhà ngươi to gan lắm, dám đòi ăn thịt ta sao? Phải, không những ăn thịt, ta còn phải nhai xương nhà ngươi mới hả dạ được. Hai ông còn chờ gì nữa? Chỉ đứng đó đấu võ mồm thôi sao? Rõ ràng không dám đánh nhau rồi, cứ tưởng hai ông dũng mãnh lắm chứ. Mau xông vào nhau đi. Được lắm, ta sẽ đâm thủng bụng ngươi trước. Ta sẽ nhai đầu ngươi. Đánh nhau rồi, ông cọp bảo là sẽ nhai xương ông heo cơ mà. Ông heo rừng nói là sẽ đâm thủng bụng ông cọp. Vậy mà chỉ có thế thôi ư? Đánh mạnh lên nào, xem ai mạnh hơn nào. Thấy bảo cọp và heo rừng đánh nhau hai ngày hai đêm rồi, chúng sắp kiệt sức rồi, mau đi xem đi. Đây, có khi chúng sắp chết rồi. Vậy thì chúng ta không bị chúng rình đập nữa, sẽ không phải lo sợ nữa. Yeah, hoan hô, bọn chúng chìm hết rồi, hoan hô. Thế là đi đời hai con vật hung hãn rồi. Yeah, bọn chúng chết rồi, phải ra xem mới được, đây chính là chiến công của mình mà. Ơ, sao thế này, sao mình lại không di chuyển được thế này? Chết rồi, bị nhựa thông dính vào đuôi rồi. Sao thoát ra được bây giờ? Phải rồi, mình sẽ làm thế này, may ra mới có đường thoát. Tôi thì liều một phen vậy,
đứng lại. Này chú nhóc, chú nói với ta đấy à? Chứ còn ai nữa? Bác định đi uống nước ở suối kia đúng không? Đúng, có chuyện gì? Đây là suối nước của ta, ai ra suối cũng phải xin phép, không xin phép ta sẽ ăn thịt. Cái gì? Nhóc dám nói với ta thế à? Láo gì? Nhóc thử nhìn lại mình xem, chỉ bằng cái chân của ta mà dám to tiếng với ta thế ư? Có gì mà không dám, bác phải xin phép tôi mới được. Đây thì xin phép này, để ta cho mi biết thế nào là xin phép. Cuối cùng cũng thoát được cái cây chết tiệt kia rồi. Chuồn thôi. Cảm ơn bác voi nhé. Bị bác voi túm tay nên tai thỏ dài ra, còn đuôi trở nên ngắn củng vì một mẩu bị ướt dính ở thân cây thông. Cũng từ đó mà họ nhà thỏ mới có tai dài đuôi ngắn như ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.